Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của OTN91 Vlog. Thì hôm nay mình sẽ đưa một cái tin vui mới cho tất cả mọi người. Đó là Tuấn Khỉ đã bị bắt và đã bị công an tiêu diệt tại chỗ ở một căn nhà hoang ở huyện Củ Chi nha các bạn. Thông tin này thì vừa mới có rạng sáng ngày 14 tháng 2 lúc khoảng 0 giờ thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho các bạn về việc Tuấn Khỉ bị bắt như thế nào nhé. Theo nhiều nguồn tin, Tuấn Khỉ 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh bị công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cảnh sát hình sự Bộ Công an và nhiều lực lượng vây bắt tại căn nhà hoang ở Cầu Sáng, xã Bình Mỹ, Củ Chi, cách nơi hắn gây án khoảng 10 km. Tuấn được cho là chống trả, bị cảnh sát bắn chết và thu giữ nhiều vũ khí. Cảnh sát cũng đã tạm giữ một số người tình nghi là che giấu Tuấn trong những ngày qua. Theo thông tin mới nhất, rạng sáng ngày 14 tháng 2, nguồn tin báo Tuổi Trẻ Online xác nhận nghi can Lê Quốc Tuấn, còn gọi là Tuấn Khỉ, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, nghi phạm dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi đã bị tiêu diệt. Theo nhiều nguồn tin, những ngày qua, các đơn vị thuộc Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương tổ chức các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi phạm đặc biệt nguy hiểm Tuấn Khỉ. Đến ngày 13 tháng 2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định Tuấn Khỉ đang lẩn trốn trong một căn nhà ở khu vực giáp ranh xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm người dân tụ tập tại giao lộ tỉnh 15 Võ Văn Bích xem lực lượng chức năng làm việc. Cảnh sát dàn hàng ngang chặn lối vào của tỉnh lộ 15 nơi Tuấn bị bắn chết. Nhiều ô tô biển số xanh liên tục ra vào. Ông Nguyễn Văn Thương, 55 tuổi, sống tại xã Bình Mỹ cho biết khoảng 23 giờ nghe nhiều tiếng nổ giống bắn súng, giống cano hú vang lên ở tuyến sông giáp mặt đường. Khu vực có ngôi nhà hoang cách chỗ cảnh sát đang phong tỏa vài trăm mét. Mấy hôm nay bà con trong xóm và cả huyện Củ Chi đi đâu cũng thấy nói về Tuấn Khỉ, hoang mang lắm. Bởi vậy khi nghe tiếng đùng đùng thì tôi đoán ngay là hắn đã bị phát hiện. Căn nhà mà Tuấn Khỉ đang lẩn trốn nằm ở trong một khu đất rộng nhiều hecta, có nhiều người dân sinh sống. Trong kế hoạch vây bắt Tuấn Khỉ, công an chức năng đã bí mật lên phương án đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tối ngày 13 tháng 2, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh lên phương án tiếp cận căn nhà vây bắt Tuấn Khỉ. Do xác định Tuấn Khỉ vẫn đang cầm súng AK, trong nhà chỉ có một mình Tuấn Khỉ nên việc vây bắt hết sức thận trọng. Khoảng 22 giờ 50 phút khuya ngày 13 tháng 2, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm với áo giáp chống đạn, súng trong tay áp sát căn nhà ở cự ly gần. Bên ngoài, nhiều lực lượng khác cũng vây ráp với nhiều lớp. Trong đêm, một tiếng súng AK bỗng vang lên từ trong căn nhà. Ngay lập tức, một loạt các tiếng đạn được trả liên tục và mục tiêu Tuấn Khỉ đã bị tiêu diệt. Lực lượng công an sau khi kiểm tra an toàn tuyệt đối và xác định Tuấn Khỉ đã bị tiêu diệt. Sau khi xác định Tuấn Khỉ đã bị tiêu diệt trong căn nhà, lực lượng công an tiếp cận hiện trường, mở đèn kiểm tra. Cạnh thi thể Tuấn Khỉ là khẩu súng AK bán xếp còn rất nhiều đạn. Và đến 0 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 2, thi thể Tuấn hiện vẫn còn ở hiện trường. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xét nghiệm và khám nghiệm hiện trường, cũng như là xét nghiệm thi thể Tuấn Khỉ. Đến 2 giờ, hiện trường vẫn còn rất đông cảnh sát và người dân hiếu kỳ. Một xe cứu thương được cảnh sát điều đến hiện trường. Đây là hình ảnh cảnh sát đưa thi thể Tuấn và nhiều tang chứng ra khỏi hiện trường. Video được quay lúc 2 giờ sáng ngày 14 tháng 2. Bước đầu xác định Tuấn Khỉ còn nổ súng AK bản xếp chống trả. Đồng thời, khoảng cách mà cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận và bắn hạ Tuấn Khỉ ở khoảng gần 3 mét. Trước đó, vào chiều ngày 30 tháng 1, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an nói, trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết. Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, Thiếu tướng Tô Ân Sô nhận định và nói thêm. Đây là nghi can hung hãn, liều lĩnh và nguy hiểm lớn. Nếu chống đối kêu gọi không được thì cán bộ chiến sĩ được phép nổ súng tiêu diệt để bảo vệ tính mạng của người dân và chiến sĩ. Ok, như vậy là mình đã cung cấp thông tin đầy đủ cho các bạn về quá trình vây bắt nghi can Tuấn Khỉ như thế nào. Các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất và nóng nhất về Tuấn Khỉ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.